Tiếp tục thông tin đến quý vị về công tác tổng điều tra dân số và nhà ở. Cùng với cả nước, Đồng Nai đang tăng tốc để hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở đúng tiến độ vào ngày 25 tháng 4 tới. Bên cạnh những địa phương hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra, thì vẫn còn nhiều nơi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện tổng điều tra. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Biên Hòa. Phòng trọ tại phường Tân Hiệp này có đến hơn 100 phòng. Tuy nhiên đến 4 giờ rưỡi chiều vẫn chỉ có trên dưới 10 phòng là có người ở nhà. Đây cũng là một trong những khó khăn lớn nhất khi tiến hành tổng điều tra dân số tại địa bàn thành phố Biên Hòa. Phường Tân Hiệp hiện có 10.500 hộ dân cần phải thực hiện điều tra dân số và nhà ở. Với địa bàn lớn, phường đã trưng tập 27 điều tra viên phục vụ cho công tác tổng điều tra. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, phường mới chỉ hoàn thành điều tra được khoảng 85% số hộ. Với những khu nhà trọ, điều tra viên hẹn gặp trực tiếp để phỏng vấn và ghi thông tin gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc hạn chế trong tiếp cận thông tin tuyên truyền, nhiều hộ vẫn chưa sẵn sàng cung cấp những thông tin liên quan đến nhà ở. Cường đi làm ca kíp nên là thời gian ở nhà cũng không có ổn định đâu. Lúc ở buổi sáng, lúc ở buổi chiều. Hầu như là ở đây ban ngày là đóng cửa hết. Chỉ có tối về thì cũng có một vài phòng thôi. Còn một vài phòng thì cũng đóng cửa hoài. Thì khi làm bắt đầu mới... chúng ta mới biết được có những cái khó khăn về điều tra về các cái phòng trọ ở đây. Mà địa bàn thì rộng, mà phòng trọ thì đông. Đương nhiên thì phải đi 4-5 lần mới gặp được chủ của phòng trọ ở nhà để chúng ta lấy thông tin. Thời gian chỉ trong vòng có khoảng 26 ngày là phải hoàn tất. Đối với một cái địa bàn phường rộng như vậy, chúng tôi sợ không kịp. Đối với những xã phường chậm tiến độ, càng về những ngày cuối của cuộc tổng điều tra, áp lực càng đè nặng lên điều tra viên, dẫn đến tâm lý chán nản. Thực tế cho thấy, nhiều điều tra viên dù được tập huấn kỹ càng nhưng vì lý do về tuổi tác, sức khỏe đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp đã nhanh chóng triển khai nhiều phương án để bắt kịp tiến độ, đồng thời đảm bảo được chất lượng điều tra. Về áp lực của điều tra viên thì giờ đang là tập trung cho cái điều tra nhà trọ. Thì đối với các khu vực và nhà trọ và điều tra đó, cơ bản thì ban chỉ đạo xã cũng đã điều động các điều tra viên và những khu vực đã ổn định đó, đến để tăng cường cho các khu vực mà đang gặp khó khăn để đảm bảo thêm cái tiến độ điều tra theo chỉ đạo của thành phố. Tiếp tục sát sao đối với các địa bàn điều tra để đảm bảo là tiến độ điều tra đến ngày 25 tháng 4 là phải hoàn thành hết tất cả các cái địa bàn điều tra của chúng ta. Và đối với những cái địa bàn mà hiện nay còn đang rất là chậm ấy, mà được phân công cho một điều tra viên thì đề nghị là có phương án để bổ sung thêm điều tra viên đối với những địa bàn này. Mặc dù là chúng ta phải đảm bảo tiến độ nhưng mà cái chất lượng thông tin là một cái yếu tố rất là quan trọng. Tại vì tất cả những cái số liệu này để mặc dù là để sau này tổng hợp dữ liệu chung của toàn quốc nhưng mà dữ liệu này sau này thì cũng sẽ phải chuyển cho các địa phương để các anh các chị sử dụng. Chỉ còn vài ngày nữa, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ kết thúc. Với sự quyết tâm của các phường xã cùng sự hỗ trợ từ phía nhân dân, thành phố Biên Hòa và Đồng Nai dự kiến sẽ hoàn thành tổng điều tra đúng tiến độ đề ra.